Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn nóng điều hòa trong hệ thống điều hòa của xe Kia Cerato 2019 bản 1.6 số tự động anh em nhé. Đây chính là cái dàn nóng điều hòa. Lên đến đời cao này thì 100% là tất cả các hãng xe từ Hyundai, Kia, Toyota đều sản xuất là đời phin liền anh em nhé. Đây là đời phin liền này. Đây là hai cái mặt bích của nó này. Cái nguyên vật liệu để sản xuất ra sản phẩm thì 100% là hợp kim nhôm. Đây là phía mặt trước của sản phẩm. Đây là phía mặt sau này của sản phẩm. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn nóng điều hòa của xe Cerato 2019 1.6 số tự động. Cảm ơn anh em đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp.